bên Mỹ thì các bà mẹ thì họ khá là cuồng cái sản phẩm này luôn. Sản phẩm Việt Nam đến đâu thì biên giới Việt Nam đến đấy. Từ nhỏ giờ toàn thích bún không thích phở. Gần đây bắt đầu đi ăn phở. 8 triệu đô cho 20%. Không có chuyện đấy. Rất là phi lý. Tham vọng bá chủ thế giới của chị cũng là một cái đáng để phục. Nếu sát cho tôi thuê, tôi không thuê. Nhà khoa học bất đắc dĩ. Cái người giúp việc có thể ngày mai người ta sẽ là đối thủ của mình. 100 năm, 1000 năm nhưng mà không thể mãi mãi được. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ 4 tháng 7 2018 trên VTV3. Thương vụ bạc tỷ, Shark Tank Việt Nam. Có thất bại. Yeah. Thì thất bại lớn nhất và sau này mình đúc kết là có hai lý do chính. Một là mình nhìn sai người. Hai là cái timing của thị trường, có nghĩa thời điểm của thị trường. Thì cái lý do mà nhìn sai người chắc chắn có, và đấy là dẫn đến việc thất bại. Ví dụ như mình nhìn một người rất trẻ đam mê, họ rất trẻ giỏi.